Sao lại là anh? Một người thú vị như em là chồng một đứa vô vị như anh làm bạn. Có một số người chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thích rồi, chẳng có lý do gì hết. Thì yêu không khác gì mang chứng bệnh, thấy bụng rụng, ăn không ngon, rất dễ mất tập trung nữa. Làm người yêu anh nha. Ủa, nhỏ này là con anh hả? Bạn lắm đấy nha. Nghe nói con nghỉ học rồi hả? Con có xe không? Ủa giờ con ở với ai? Rồi nghỉ một năm nó làm cái gì? Con có ghê không? Đơn xin hòa giải lần cuối cùng. Coi sao sắp xếp rồi nghỉ một ngày. Lại thất vọng vì con hết sức cay à? Yêu nhau thì phải giúp đỡ nhau để mà lo cho sự nghiệp. Yêu nhau rủ nhau bỏ học à? Nếu còn sống, ba mẹ của con không bao giờ ép uổng con điều gì hết. Nói già này ép uổng thì căng người đi đi. Đi! Phải. Đi! Cô cho con gặp Linh đi cô. Đàn ông là không được tầm thường, phải kiên cường lên con. Chữ ký của Linh đó. Đừng để em đi, lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng thể rời xa. Chào em. Đừng để em ra xa em nữa. Cho em gần anh thêm chút nữa. Nhưng mà quan trọng á là con với nó bạc bạc chưa? Bạc sao? Bạc bạc là